ta giải phương trình x trừ 1 mũ 4 cộng x trừ 3 mũ 4 bằng 2. Thì ở đây ta phân tích như thế này, x trừ 1 là bằng này, x cộng 1 trừ 2 mũ 4, ok, cộng với x trừ 3 là x như thế nào? Cộng 1 trừ 2 này x trừ 3 đây ta phân tích như thế này, đây là bằng x trừ trừ 2 cộng 1 các bạn nhé. Đấy. Còn đây là x trừ 2 trừ 1 mũ 4 bằng 2. Đấy. Cho nên các bạn sẽ đặt là ta đặt x trừ 2 là bằng cái t. Thì đây ta sẽ có là t cộng 1 mũ 4 cộng với t trừ 1 mũ 4 bằng 2. Đấy. Ok. Bây giờ các bạn áp dụng cái hàng đẳng thức là a bình cộng b bình thì sẽ bằng a cộng b tất cả bình trừ đi 2ab. Đấy. Ở đây ta sẽ có này, t cộng 1 mũ 4 tất cả bằng là t cộng 1 tất cả bình, t cộng 1 tất cả bình này cộng với t trừ 1 tất cả bình toàn bộ bình phương trừ đi 2 cái tích này, tức là t trừ 1 bình nhân với t cộng 1 bình bằng 2. Ok. Đấy. Cái này khai triển ra thì đây sẽ là 2t bình phương cộng 2. Ok. Tất cả bình phương. Trừ cho 2. Hai cái nhân lại với nhau là t trừ 1. T bình phương trừ 1. Tất cả bình phương bằng 4. Ok. Khai triển ra lần nữa. Cái này là 4t mũ 4 cộng với 8t bình cộng 4 trừ cho 2 hoặc t mũ 4 trừ đi 2t bình cộng 1. Ở đây là bằng 2 các bạn nhé. Bằng 2. 4t mũ 4 trừ 2t mũ 4 là 2t mũ 4. 8t bình cộng 4t bình là 12t bình. Rồi. Đấy, 4 trừ 2. Là 2 bằng bên này bằng 2. Đấy bằng 0. Vậy ta đây là 2 tế bình nhân tử chung. Thì đây tế bình cộng 3. Bằng 0. Đấy. Cái này luôn khác 0. Vậy từ đây tế bằng 0. Thì bằng 0 cho ta là x trừ 2 bằng 0. Đấy. Phải cho tăng nghiệm là x bằng 2 các bạn nha. Thỏa mãn.